chào tất cả các bạn. Để cơn lũ đầu mùa Bắc ta vừa tối qua vừa mới mua một chút thôi mà nước đã như này rồi. Wow, cái khúc củi nó trôi kìa, ghê chưa. Đá nó kìa, đá nó chảy kìa. Các bạn nghe thấy không? Này vừa mới đầu mùa nhá. Tối qua vừa mưa một chút thôi. Ở bên kia thì họ đang vớt cá này các bạn. Mình đi sang bên kia các bạn xem nhá. Đây là cầu Bắc Ta. Éo ơi, vừa mới đầu mùa thôi mà nước nhiều như này rồi. Con này mà vẫn đi vớt cá được các bạn. Có được cá không bà ơi? Khi mà mùa lũ về thì các bà hay đi sắp cá. Dòng nước chảy xiết. Có được không? Không, ở sao nào? Không, sao mà không đâu, được? Đâu. Wow. Được đấy. Đầu mùa rồi đấy. Hôm qua mưa không một chút thôi. Vừa mới đi tắm ở đây được mà hôm nay đã như này rồi. Nghe nói ở trên thủy điện bị trôi rồi. Đây em. Cực đấy. Ủa, như này mà mọi người vẫn đi xúc cá. Ui, cái khúc gỗ kìa. Bên kia nó mới ác. Nước nó xối xả. Căng chưa? Hôm qua thì vừa mới đi tắm rồi nhé.
Dùng quá. Xe chất chở nặng. Có nhiều người đi xúc cá thế nhỉ. Thì nhiều phết đấy. Một chứ. Xúc cá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 người đi xúc cá. Bên dưới đã. Lũ đầu mùa đấy. Nghe nói là thủy điện ấy à? Trôi à? Trôi hết đồ chứ. Năm nào chỉ trôi. Nhớ phát bây giờ nó ra miền năm này như này là hôm qua đấy. Hôm qua còn chưa đáy, hôm qua còn đi tắm đây, hôm nay như này rồi. Chưa, đầu mùa đây. Đấy, đi xem họ xúc cá đấy. Đi lên kia họ xem họ xúc cá tí. Úi dồi ôi, mấy trẻ con kia nó còn ra kia nó xem. Yeah.